Nghe sáng tạo đi. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm Tàu, tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thính tha tôi cày lên trên áo lụa xanh cỏ lá, say sưa chào nhau những chiều đông quân vẹn rồi gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ sặc về rêu sầu nhớ mang theo xác em thơ vào ước hẹn ngày xưa. Còn riêng mình tôi đàn này á là giá là 1.600.000 nha các bạn. Về đây hoa lá có cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại phố phường còn đâu người yêu nơi xa cách ngàn cuộc đời chinh chiến chiến chinh nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la những chiều đông quân vẹn sừng gặp em gái ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Đó các bạn, thì mình chỉ test sơ ngẫu nhiên thôi nhé các bạn. À, lời nó có sai gì đó thì các bạn thông cảm nha. Chủ yếu là mình thử thâu và thử micro. Và mình giới thiệu luôn các bạn, đây là cái đàn này tầm này nè. Cũng là tầm trung thôi, 1.600.000 nha, gỗ hồng đào. Đó. À, các bạn nào có nhu cầu các bạn ghé lại tiệm mình nha. Đó là tiệm Dũng Guitar số 49 Nguyễn Thiện Thực, phường 2, quận 3 nha các bạn. À, số điện thoại Zalo của mình là để là 0908 519 683. À, nhà mình học viên thì mình sẽ nhận mỗi ngày, mình sẽ dạy trực tiếp tại tiệm đàn mình luôn nha các bạn. Đó. Các bạn nào yêu thích dòng nhạc Bolero, thư guitar thực chiến thì các bạn ghé tới Dũng nha. À, hôm nay Dũng coi như là lấn sân rồi, mình bán luôn thêm cái micro này luôn nha các bạn, tại vì mình đã xài thử và trải nghiệm nó đã lâu rồi. Hôm nay thì cũng có nhiều khách yêu cầu cho nên mình cũng thôi mình lấy về để mình bán và chia sẻ cho các bạn, để các bạn thu mục và được một cái clip cho nó hay, nó trọn vẹn đó, và nó rõ tiếng hơn là khi các bạn không có con mic này là như thế nào nha các bạn. Rồi, ok, rồi, cảm ơn các bạn nhiều.